Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn yêu cầu Giám đốc các sở Y tế, Công thương, Công an, Giao thông vận tải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện theo chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện các đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 5753 về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa. Theo đề nghị của Bộ Y tế, không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện chỉ thị 16. Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách theo chỉ thị 16, khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn thì phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Do đó, các địa phương quan tâm bố trí các điểm dừng nghỉ để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thuận lợi, xét nghiệm miễn phí cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ nhận diện ưu tiên luồng xanh trên các tuyến giao thông có mã QR code.